miền Tây xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi làm về mình có mua được bún đậu mắm tôm này cả nhà. Rồi mình ra vườn mà mình ăn nghe cả nhà. Hay chào mình với đứa con. Xin chào cả nhà nha cả nhà. Bữa nay ăn cả nhà gia đình mình ăn bún đậu mắm tôm. Món này món mới ăn lần đầu luôn á cả nhà. Để coi. Ông bà cô chú ăn với cha. Rồi mời cả nhà dùng bún đậu mắm tôm với mình nha. Rồi con uống đi. Con bánh tráng. Mình thấy gạo giỏi vô. Mày cuốn rồi đó. Không, con ăn. Hả? Ăn cái gì? Hồi con ăn nha, đây mẹ cuốn ra. Ăn gì? Để giờ bay qua với mày. Em biết làm sao rùi nó lại không? Có mùa mắm á. Mùa mắm á, nó bay hoài. Ờ, miếng to quá. Xe á. Yeah. Rồi mình gói tàu hũ nè cả nhà. Rồi khóm nè, có khóm nữa nè, với chuối chát nữa nha. Mình chặt nè, vô. Con gái, mẹ để cho rồi, con cuốn nha. Thịt nữa. Nha. Đây gao. Không ăn nào. Rồi để mẹ cuốn lại cho. Ăn thịt không? Mẹ cuốn thịt luôn nha. Ừ. Chứ ăn cái gì? Cuốn vào sữa hả? Mẹ cuốn bún cho con được không? Miếng bún nha. Cả nhà. Rồi mắm thì giờ mình múc ra chén nha cả nhà. Mình mời cả nhà dùng với mình nha, nè cả nhà. Nè, để ngồi con ăn nha. Rồi mời cả nhà ăn với mình nha cả nhà. Lần đầu ăn bún đậu mắm tôm. Ăn ngon không? Ngon. Có chú chát, dưa khóm. Cái này mình nói thiệt chứ mà hai vợ chồng mình mới ăn lần đầu tiên luôn á nha. Mới ăn lần đầu tiên là không biết đường làm luôn. Thôi nãy đi làm về sẵn ngang tiệm ghé về mua về luôn. Ăn thử cho biết. Gói rau đầy đủ ăn cũng ngon. Cái này mà nước chấm nó ngon là ăn cũng ngon lắm. Đó. Ngon không con gái? Có rồi. Cái này là bánh tráng, chả giòn hay gì á? Bánh tráng khô. Không, bánh tráng của mình á, tạo nó cắt ra hả? Cắt ra cho miếng là vừa ăn á. Nó cắt ra để không dúng nước. Không, cái này nó không có cứng, bánh tráng nó không có cứng. Khỏi cái này dúng nước. Cái này á, bánh tráng nướng. Bự qua xé ra bớt. Có dưa leo nữa cả nhà, dưa leo khóm nè, mình cặp khóm vô á, này chua chua, dưa leo khóm chuối, rồi rau sống nữa, cái này là tàu hũ chiên, cái này cái gì ta, giống giống như mà chả cá quá, chả cá chiên, này là thịt heo ở nhà, đó mình gói vô nè cả nhà, gói nguyên cái cuốn bự chà bá luôn. Đó, cuốn bự ăn cho ngon ha cả nhà. Nè. Mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà ngay cả nhà. Nó ăn cái gì? Ăn
khóm. Ăn khóm hả? Để chờ lấy giờ. Bỏ đi con, ăn được bỏ đi. Nè, khóm à. Cái mắm này cũng hơi mặn nha. Mà không mặn quá vừa vừa. Lần đầu ăn cũng được. Nói bún bỏng cơm mà cũng lâu rồi mà hai chồng mình mới ăn à. Mới ăn lần đầu tiên luôn. Mà đó giờ chỉ nghe nói à, bún đậu mắm tôm thôi à. Đâu biết ăn đâu. Hôm nay đi làm về thấy người ta bán cái ngang tiệm á cả nhà. Cái cây ghé vô mua về ăn thử. Dứng hộp á. Rồi rồi quá trời. Ăn đi con. Ăn đi mẹ gói vậy nè. Rồi con ăn khóm à. Ăn đi. Bún này phải xé ra. Dài quá. Ấy mình mua thịt luộc về chấm nước thì ăn ngon. Cái gì không? Con ngồi ăn đàng hoàng nè. Bút mẹ đi. Chua hả? Khóm chua hả không? Có mấy cái mắt. Không gọt mấy mắt. Nó lạc. Lạc, lạc hả? Con uống trà sữa cái no khỏi ăn luôn không phải không nữa uống trà sữa no bánh tráng này không có dài. Cắn là nó rất à nó dài đâu. Bánh tráng tròn nó dai. Có bánh tráng mình mua gói gỏi. Ừ, nó gói gỏi ra. Không, không nhúng nước à, ăn không nổi. Như vậy á. Bánh tráng lớn lớn tròn tròn á. Nó dài lắm. Bánh tráng người ta cắt vậy nó không dài. Cắt nó đứt rồi. Cái là hai tuần này cỡ hai tuần à mình đi mất bận công việc mình đi làm không ấy nha, cái mình không có thời gian để quay clip cho cả nhà. Ra bánh tráng nè con, này mẹ gói nè. Cái con hôm nay đi. Mình đi làm á này con, cái về cái mình ăn. Thấy người ta bán bún đậu bún tôm nè, ăn cái bánh tráng không ghé mình bánh tráng không? Mua luôn cả nhà. Anh nặng có cái trái chanh nè, nó còn mặn. Nó còn mặn. Nặng thêm cho nó bớt có độ chua nó bớt. Ừ. Bớt mặn. Cái gì vậy mẹ? Rau câu quá con gái. Rau câu gì mà màu xanh vậy? Còn xanh. Pha vô có gì đâu. Lá màu lá không? Màu xanh màu lá vậy. Lá cẩm này nọ lên. Mẹ biết lá cẩm không? Biết. Mẹ biết lá dương không? Lá gì? Lá gì? Còn nói lá gì? Lá dương. Lá dương. Lá hướng dương hả? Hướng dương. Bông hướng dương. Phải không? Phải không? Phải bông hướng dương không? Mà nói lá dương là bông hướng dương. Ừ, bông hướng dương. Bông hướng dương biết mà bự lắm. Nhà mình có trồng không? Có. Trồng nào? Toàn. Trồng nào? Trồng ăn trước á. Bông nó bự lắm.
cái tôi đụng. Mới miệng ăn cũng ngon á. Lần đầu ăn thử biết bún đậu món tôm sao, thấy quảng cáo không nhiều á. Hồi đó giờ nghe tao quảng cáo không? Nấu ăn không? Hôm nay lần đầu tiên hai chồng ăn. Đúng rồi, nhà quê luôn rồi cái nhà. Đâu à? Coi chào ông bà hú xú à. Bye bye cả nhà. Thôi xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà nha. Video ở đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Rồi cả nhà yêu mến mình, nó cho mình lượt đăng ký, lượt chia sẻ nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà.